Rồi, đứng đây đi, đứng đây. Rồi. Xin chào cha, xin chào cộng đoàn. Tôi là Stefano Nguyễn Văn Điểu ở giáo xứ 59, giáo phận Thân Thiết. Tôi 72 tuổi, tôi được nhiều ơn của Chúa, nhưng mà tôi xin kể được có ba ơn. Ơn thứ nhất là sau khi tôi bị tai biến, cách đây khoảng 3 tháng tôi bị tai biến, tôi lên máy sơ để chụp cứu, thì máy sơ mở cái máy 500 bài giảng của Trà Long cho tôi nghe. Thì trong đó tôi nói máy sơ tôi đã mua giùm cho một cái, thì máy sơ mua giùm cho một cái. Thì về tôi nghe đó thì có lần cha giảng, trong bài giảng của cha đó, cha nói là con cháu thì cũng có hang mà cũng chim có tổ, mà con người tưởng có đơn đi chữa, thì con nghĩ vậy mà tôi sẽ lời với Chúa. Sau 43 năm tôi đã bỏ Chúa, sau khi nghe cái bài giảng của cha tôi sẽ trở lại với Chúa. Khoảng được 10 ngày thì tôi nói với vợ tôi là thôi bây giờ bà xuống với ông Trùm đó, bà tình với cha để xin cha là phép giải tội, thì là phép giải tội cho mình. Thì vợ cũng lúc bỏ thì vợ tôi cũng bỏ luôn, cho nên hai vợ chồng bỏ Chúa gần cả trăm năm rồi đó. Đó. Cộng lại ông ấy 43 bà thì cũng phải 42, cộng lại cũng gần trăm năm, hai người bỏ Chúa gần 100 năm, anh chị em nghĩ đi. Đó rồi, sau khi tôi nhớ lại thì chính cha Hạnh ở giáo xứ Vũ Xu là đã làm hết giải tội, rồi cũng làm luôn cả cái lễ hôn phối cho vợ chồng tôi. Sau khi lấy với nhau gần 50 năm thì đến bữa nay mới làm phép hôn phối. Lúc dự lễ hôn phối thì có cháu nội cháu ngoại đầy đủ đó, thì thử hỏi với bà con đó là chuyện lạ có thật. Ai mà có internet thì về mở là ngày trở về là sẽ tôi là đơn vị là cái vai chính trong đó đó. Còn cái ơn thứ hai là tôi có đứa con nó bỏ nhà nó đi là 4 năm 7 tháng, rồi bà xã tôi bà mới đến xuống Đức Mẹ Đào Bao, mẹ nhà tôi gần Đức Mẹ Đào Bao, cho nên bà xuống đó bà xin cầu xin mẹ. Thì mẹ cũng sau một tháng trời thì con đi nó gửi thơ về nhà, nó xin nó trở về. Thì đó là cái ơn thứ hai. Rồi cuối cùng ơn thứ ba. Còn cái ơn thứ ba thì cách đây khoảng 2 tháng tôi bị, sau khi mà trở về với Chúa đó là ma quỷ nó giành giật tôi dữ lắm, nó làm tôi đau bệnh liên miên. Thì tôi đến cái bệnh viện tôi nằm thì cái ngày 6 ngày, ngày 1 tây ấy là tôi đến nhà thờ để cho cha làm phép á. Thì cái đêm đó là tôi sốt cả đêm luôn, rồi là ma quỷ nó làm tôi là nó chằn giật tôi, là nó cho tôi ói mửa không thể đi được. Ý đồ là tôi muốn là xin được quản lại cuộc làm phép vừa rồi, nhưng mà bị ông cha nó cũng khó lắm, cho nên xin vui quản là chắc lần sau không cho đâu, cho nên là tôi phải chấp nhận tôi đi xuống là mấy đứa cháu thì nó phải theo nó giữ, nó sẽ té ngã lúc nào không ai nữa. Ma quỷ nó giành giật dữ lắm, cho nên tôi ở với nó 40 mấy năm mà bây giờ tôi trở lại với Chúa là nó phải giành rồi, chứ không nó giành dữ lắm, nó hành hạ tôi đau xót kinh khủng lắm đó. Cho nên đó là một cái kinh nghiệm, nếu mà ai bỏ Chúa lâu quá thì nên trở về sớm, chứ nếu để lâu như tôi á thì ma quỷ nó sẽ giành giật như vậy, nó hành hạ theo xác mình dữ lắm đó. Dù sống dù chết chúng ta vẫn, dù sống dù chết chúng ta vẫn, không ai sống cho chính mình, không ai chết cho. Nếu sống là chúng ta sống, chết là chúng ta chết. Dù sống dù chết chúng ta vẫn, chúng ta càng tội lỗi Chúa càng đi tìm chúng ta suốt 43 năm lặn lội, để ngày hôm nay người anh em của chúng ta đã mạnh lên, phải vui mừng. Chúa bảo rằng cả triều thần thiên quốc vui mừng vì một người quay trở về. Đồng thời cũng lúc đó cả hỏa ngục lồng lộn lên, điên tiết lên, vì ông ấy nói đúng 43 năm trong vòng tay của nó mà bây giờ bị sổng mất, cho nên nó phá khủng khiếp lắm thưa anh chị em.
nó đã phá để ông ấy không đến nhà thờ để mà hợp thức hóa hôn phối, để tiếp tục sống trong tình trạng rối như vậy. Ông ấy không vững tin thì chắc chắn là cũng khất lần khất nữa thôi, nào khỏe đi, đúng không? Đúng không? Dạ đúng. Đó, ma quỷ nó bảo cứ khỏe đi, tội gì về đau bệnh mà lúc nào hợp thức hóa không được, sớm muộn gì cũng hợp thức hóa, mà ta đang sống ở trong tội. Ma quỷ nó luôn luôn nói với chúng ta là còn sống lâu lắm, đó là chiến thắng của ma quỷ. Mà nếu chúng ta bảo rằng không biết ngày mai có còn sống hay không, thôi hôm nay đi xin tội đi, hôm nay đi hợp thức hóa đi, ma quỷ nó bảo ôi khỏe mà, bệnh gì đâu mà chết, ôi sống 50 năm rồi, bây giờ sống thêm một năm nữa có sao đâu, đúng không? Đó, cho nên những người sống trong tội lỗi, ma quỷ nó luôn luôn dụ dỗ, cám dỗ để chúng ta không quay trở về. Chúa đi tìm con chiên lạc, nhưng mà chiên nó cứ bỏ nó chạy. Thế đi, Chúa vẫn cứ đi tìm cho bằng được. Mà tìm được rồi thì vui mừng bao nhiêu, ma quỷ nó điên tiết lên bấy nhiêu. Nhớ, anh chị em nhớ kỹ điều đó, để khi gặp chuyện đó đừng nản lòng, đừng ngã lòng. Như người anh em mới nói, đây là một cái kinh nghiệm rất thật, kinh nghiệm xương máu của một người 43 năm bỏ Chúa, một người 72 năm tuổi đời, một người 50 năm sống trong tình trạng rối vợ rối chồng. Hôm nay đầu đã bạc nhưng lòng thì đã sáng lên rồi. Cái áo mưa mà che cái đèn đã bị lột bỏ rồi. Ma quỷ nó luôn luôn giữ cái áo mưa đó để lâu lâu nó che mặt mình lại. Nhưng chúng ta cứ vững tin, không bao giờ ma quỷ nó có thể làm gì được mình đâu, thưa anh chị em. Đó, thấy chưa? Ma quỷ bắt đầu nó lộng hành đấy, thấy chưa? Ma quỷ nó bắt đầu nó lộng hành. Anh chị em thấy không? Ma quỷ nó lộng hành đấy. Nó lộng hành, mình cứ quay về với Chúa là bắt đầu nó lộng hành, nó phá mình đến tận cùng với thưa anh chị em. Đấy, ta thấy không? Nó ma quỷ nó lộng hành, nó làm cho chúng ta rối tinh linh. Rồi, bây giờ nghe tiếp, ông cho chúng ta nghe tiếp một ơn nữa. Đây, mời ông qua đây. Đây, đây, ông qua đây, đứng gần ma quỷ này nói cho nó sợ. Nhìn thấy ma quỷ đây sợ không? Có một ơn thứ ba nữa. Đây, qua đây, qua đây, qua đây, qua đây, rồi, qua đây, qua đây. Thấy ma quỷ nó xì khói sợ rồi. Sợ không? Dạ không. Rồi, hallelujah. Có ơn thứ ba nữa, cách đây khoảng hơn một tháng thì tôi bị ma quỷ nó cũng hành hạ đó, tôi bị viêm phổi nặng lắm, cho nên đến bệnh viện nằm. Thì tự nhiên cái hôm đó là ngày thứ năm, tôi nó có bệnh nó rất nặng, nó nặng trở nặng kinh khủng luôn. Thì tôi mới biểu bà xã tôi là bà lên bà ra ngoài, bà điện vô ông Tùng là rể tôi đó. Nó nhắn tin cho cha Long họ là xin cha cầu nguyện cho, chứ biết là thấy mệt lắm, yếu đuối lắm, cái không biết là cha có cầu nguyện hay được hay không. Nhưng mà nó, sau khi nhắn tin xong đó, thì tôi đã nói là họ là bà đưa đi điện đi cho cha nhắn tin, mà nếu cha nhậm lời rồi á thì bữa nay là thứ năm, thì thứ hai tuần sau tôi sẽ xuất viện. Mà y rằng sau khi để nhắn tin cho cha xong rồi thì tự nhiên bệnh tôi sẽ trở lại, cũng như thấy không hoàn toàn không có bệnh gì hết. Không có bệnh gì hết thì là bác sĩ đi khám, với ông sau bác sĩ đi khám nó nói là ông ở đây không có bệnh gì hết, hết bệnh rồi đó. Là thứ hai tôi cho ông về, thì đúng như là thứ hai tôi được về, là tôi bởi vì đoạn dự đoán trước vậy, thì thấy biết trước vậy đó. Thưa cha, thì bây giờ con cũng có một cái ơn nữa, là có một cái tin nữa, là bây giờ thằng con đó, nó là nó hình như nó bắt trước coi nữa con sao á, mà bây giờ nó cũng cứng đầu cứng cổ lắm. Nó bắt trước hơn cha nào con ấy. Nó còn bảo là con hơn cha là nhà có phúc. Bố 43 năm bỏ Chúa, nó bảo con sẽ hơn Chúa 45 năm con bỏ Chúa, con hơn cha nhà có phúc. Anh chị em nghe ông ấy kể tiếp còn con ông sao. Thì bây giờ xin cha cũng cầu nguyện dùm cho nó trở lại với Chúa. Nó là Simon Nguyễn Lê Hoàng Vũ. Dạ, năm nay nó sinh năm 79 á. Không biết nó bao nhiêu tuổi, sinh năm 79. Thì bây giờ xin cha là làm sao cầu nguyện để cho nó trở lại với Chúa. Vợ nó đã đáp nhận trở lại rồi, con nó cũng đi rửa tội hết rồi, nhưng mà bản thân nó thì nó không có trở lại. Ý nó muốn cạnh tranh với cha nó muốn hơn cha nó. Yeah.
Đây ông về có cách nào ông cho nó tặng cho nó cái máy này nha. Ông này ông tặng cho nó có cách nào đó. Thì ông cứ cầm về đi, ông cứ để có Chúa có cách của Chúa. Chúa có cách của Chúa, lúc nào đó ví dụ nó thất tình, lúc nào đó nó thất nghiệp, lúc nào đó nó thất bại, lúc nào đó nó thất trí, lúc nào đó nó thất vọng, một lũ thất nó đến với nó không còn cách nào khác, nó tò mò, nó bảo cái này cái gì đây, cho bố nó nghe hoài, nó sẽ nghe rồi Chúa sẽ, ông có thấy không, con chiên lạc mà Chúa còn bỏ 99 con đi tìm cho bằng được con chiên lạc cơ mà. 43 năm ông chuẩn đi đâu Chúa cũng nắm cổ ông, Chúa lôi về mà. Ông thấy không? Cái đồng bạc mà nó rớt vào cái kẽ đó mà Chúa cũng đi moi móc quét mà nhện chui vào lôi cho đồng được bằng được cái đồng bạc đó. Lo gì? Và Chúa nói rằng là lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất. Chúa nói với thánh nữ Faustina, lời cầu nguyện đẹp lòng ta nhất là lời cầu nguyện cho các tội nhân được ơn quay trở về. Chúng ta thấy ngay tòa hòa giải vẫn đang xếp hàng từ lúc 2 giờ cho đến bây giờ. 4-5 tiếng đồng hồ vẫn còn những con người đang đứng xếp hàng để được lãnh nhận ơn của bí tích hòa giải. Anh chị em thấy ông Chúa có trăm phương nghìn cách nha. Đây, gửi đây ông tặng cái này để cho bà. Bà với ông hai người cộng lại 100 năm bỏ Chúa nha. Rồi, đây là cái chàng chuỗi. Phải nắm chặt lấy chuỗi nha. Rồi đây là móc khóa lòng thương xót Chúa. Ông cũng về ông tìm cách nào ông tặng cho nó móc vào cái xe nó chạy. Biết đâu nó tò mò cái gì đây, nó mới coi thấy trang web tinthac.net. Nó mới đọc câu lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa. Nó tò mò, nó mở trang web tinthac.net. Chúa sở chạy đến nó. Tin không? Tin. Rồi cuối cùng, đây là đấng mà đã đi ông bỏ 43 năm mà Chúa ông phải đem về để cho thằng con của ông, khi nào mà nó quay về ông sẽ tặng cho nó. Chúa đang đi tìm nó, cứ đưa Chúa về để Chúa đến với gia đình của ông và đến với gia đình của thằng con của ông. Hallelujah. Hallelujah. Dù sống dù chết chúng ta vẫn, dù sống dù chết chúng ta vẫn. Rồi còn ông nào bỏ Chúa nữa, mời ông về chỗ. Dạ. Rồi xin mời ông.